Xin chào mọi người đã quay trở lại với vlog mình nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cắt những cái hình trên quả xoài này. Đó. Mình sẽ cắt những chiếc lá nhé. Đầu tiên mình sẽ cắt những chiếc lá, không chỉ cắt những lá. Cái dao với lại cái ní này. Đấy, còn phải có dao khác nữa mà. Không có nữa. Chứ đặt đặt dưới à? À, thế này em đặt dưới bên nữa. Cảm ơn chưa anh ta. Bên nợ thế, bên nợ. Xin lỗi. Xin lỗi, muốn chạm vào bụng luôn. Muốn chạm vào bụng luôn. Không đài vui đâu. Chính tổ Việt Quốc à? Tổ Việt Quốc Festival chứ đúng không? Mãi mộ Việt Quốc 30 ly sữa. Thì đã là bác đá là cái ly đó hả?
Nhiều rồi. Nhiều. Vừa chị xây một ly đấy ra nhiều á. Mấy trăm mình được đường.